bảo vệ những cái công nhân vừa ăn vừa ở vừa đi làm để hoạt động sản xuất cho họ để có đủ hàng hóa để mà họ xuất đi nước ngoài ngay tại đại nam này đang chứa biết bao nhiêu ngàn người quý vị biết không chúng tôi không phải là những cái con người sống không có giá trị không phải mỗi cái mình mỗi đi khoe không phải mỗi cái mà mình mỗi phải đi trình bày tôi không có bổn phận đó nhưng ít nhất tôi cũng phải nói cho quý vị biết rằng là chúng tôi sống đó, Chúng tôi chọn giá trị sống chứ không chọn giá trị thành công. Và quý vị biết ngày hôm nay á, là có một cái bệnh viện giả chiến gọi xin tôi 200 cái nệm. Rồi cái gì nữa Nhi? 200 cái nệm gói mền quần áo để cho 200 bệnh nhân ở ngay cái ngay cái cái bình dương này ở nằm trên đâu nhi ở mỹ chánh phú phú chánh huyện phú giáo hả Quý vị biết không? Trong vòng mấy tiếng đồng hồ mà tôi tôi phải làm sao đủ mọi cách để đêm nay mọi người có giường nằm, có nệm nằm. Giao tới nơi rồi đó quý vị nghĩ xem nghĩa là tôi sống như thế nào đây quý vị kêu tôi là tôi có kêu tôi là tôi cố gắng 200 cái nệm gói mền để có cho bệnh nhân trong đêm nay có mấy tiếng đồng hồ thôi mà tôi đã làm xong để mà trở lên giao cho bệnh viện để mà cứu giúp những người đang nằm trong cái bệnh viện giả chiến quý vị biết dịch hiện nay đang bùng phát khắp nơi đó chúng tôi làm hết tất cả những gì có thể trong phạm vi cho phép trong khả năng tôi chưa bao giờ biết từ chối ai hết đó tôi chia sẻ với quý vị chỉ trong một nốt nhạc thôi là đã có 200 cái nệm trở lên bệnh viện nệm gói mền giúp cho người ta có ai làm được không phải dễ đâu quý vị Có tiền chưa chắc mua được trong cái thời điểm này 200 tấm nệm không phải dễ đó, Cho nên tôi nói á, hãy làm đi Hãy là chúng tôi đi rồi mới biết được Cái tấm lòng của chúng tôi đối với dân như thế nào Và quý vị biết rằng vừa rồi á, Thì tôi có nói rằng tôi mơ ước Khi tôi kết thúc cái chương trình Thì tôi có nói là tôi mơ ước làm sao mà để Có một cái công dân Để mà À, ra đời để mà chấn chỉnh lại vấn đề mà thiện nguyện thì báo Nhân Dân vừa rồi á thì cũng có viết về tôi nghị định mới cho những vấn đề cũ thì nhờ nhờ đưa này lên đi con quý vị có thể coi à, coi như là lần đầu tiên nha quý vị lần đầu tiên tôi chiến đấu như thế này mà cái bài báo ra đời là báo Nhân Dân điện tử Nhân Dân là họ đã công nhận rằng những cái gì tôi làm rất là đúng như vậy thì tôi đã hạnh phúc rồi Báo Nhân dân là một tờ báo đảng nha quý vị Đã công nhận tôi đúng Và tôi nói luôn quý vị nè Quý vị có thấy không Nếu không phải là tôi vừa rồi á Thì giờ này á Tại sao những con người mà đã từng đi Nguyên góp cứu trợ Không phóng ra làm dùm cái đi Đây Đây là cái thời điểm mà để đo được Cái quyền lợi của họ Có hay không khi họ đi làm từ thiện Có không quý vị Nè ngay cái thời điểm này nè Tại sao các hài sĩ, kịch sĩ, nghệ sĩ Không phóng ra đi Móc tiền túi ra đi Giúp đỡ dân đi Hay là không có quyền lợi nữa Thì thục hết rồi Tôi nói có sai không quý vị Tôi nói có sắp bách có chứng nha quý vị Không phải tôi lợi hồ đồ Đó quý vị thấy không Nguyên một cái mùa như vậy nè Từ khi mà tôi nổi à, Nổi sóng, nổi gió lên 5 tháng nay đó Quý vị thấy không đó như cái mùa Covid này có, có có người nào nhảy ra hôn ngoài cái quyền linh Đó Đó lần đầu tiên tôi được một tờ báo là lên tiếng đó là Xác nhận những gì tôi làm là đúng đó Thì cũng an ủi tôi Đó quý vị thấy không Đó bây giờ tôi đó tôi ước mơ Tôi nghĩ rằng ước mơ của tôi sẽ thành sự thật đó Bây giờ có một cái bài báo của ai viết không đó của tiến sĩ nguyễn sĩ dũng đó viết luôn cái bài báo đó xác nhận là những gì tôi nói là là sự thật đó quý vị đó cho nên đó quý vị thấy không tôi nói thật với quý vị nếu như người thật sự có tâm á mà làm không vì quyền lợi phóng ra đi đàm vĩnh hưng nè hoài linh nè thủy tiên nè rồi hồ ngọc hà nè biết bao nhiêu người ca sĩ nghệ sĩ nổi tiếng chuyên đi làm từ thiện đó thì bây giờ phóng ra đi tôi không nói đụng chạm ai hết nhưng cái tấm lòng của mình á thật sự có đó thì ngay cái thời điểm này nè hãy thể hiện đi đó quý vị thấy không khi tôi nói ra tới bây giờ im phăng phát hết vậy thì họ đi làm không có quyền lợi họ họ có làm không chứng minh đi chứng minh giùm tôi cái có quyền lợi mới làm không có quyền lợi là không làm quý vị thấy rõ ràng không tôi đâu có nói sai đâu hôm nay báo nhân dân cũng đã lên tiếng rồi đó tôi không nói sai Tôi chỉ nói những cái gì sự thật thôi Quyền lợi là của nhân dân Tiền là của nhân dân Không có tư cách chiếm đoạt Mà bây giờ có chiếm đoạt hay không có chiếm đoạt Thì tự lương tâm mình biết Trời biết đất biết Ngay những cái thời điểm này Mình là một người trong sáng Mình đã phóng ra mình đi kêu gọi Hoặc là mình đã đứng ra mình làm những cái gì mình đã từng làm mình sao kê minh bạch cái cũ Mình đi quyên góp cái mới để mình giúp đỡ dân Đó mới là người người nghệ sĩ nhân dân chân chính đó có quyền lợi mới làm không có chú mất mẹ hết rồi tiến sĩ nguyễn sĩ dũng là nguyên phó chủ nhiệm văn phòng quốc hội nha quý vị là đã viết một cái bài báo là xác nhận là những gì tôi nói là sự thật đó đó quý vị thấy không tôi cảm thấy tôi cũng an ủi mà tôi nghĩ rằng ước mơ tôi sẽ thành sự thật bởi vì bây giờ quý vị nhìn thấy rồi đó ngay cái thời điểm này im phăng phát hết tốt quá ha tốt đến nỗi mà hả coi như không có quyền lợi là không nhảy ra còn ngày xưa đi kêu như thế nào Gào hét như làm sao Tự hào lắm tung tăng lắm Cứ gom góp tiền của bá tánh Thấy không Múa mai quay cuồng diễn từ trên sân khấu diễn xuống ngoài đời đó Bây giờ sao một trận đụng đầu với tôi đó Có ai nhảy ra nữa không Sao không ai đi môi móc tiền ra làm từ thiện nữa đi Tôi lột nguyên cái mặt nạ rớt xuống hết đâu Quý vị thấy không tôi đâu có nói sai đâu Bây giờ báo chí phải công nhận tôi nói đúng kìa đó quý vị cổ vũ tôi quý vị nào đã từng cổ vũ tôi quý vị không bao giờ hối hận bởi vì tất cả tôi nói không phải quyền lợi cho tôi cái quyền lợi ở đây là quyền lợi cộng đồng và tôi không muốn người dân bị lường gạt bởi những cái hình thức khác nhau họ tạo ra những cái hào quang những cái vỏ bọc hào nhoáng để họ lường gạt chúng ta bằng nhiều hình thức khác nhau kiểu gì cũng là lừa bịp tóm lại là lừa bịp thế thôi cho nên tôi nói tôi nói rất là đúng tôi đâu có nói sai đâu cho nên dù có ghét tôi có cay đắng tôi tôi vẫn nói đúng Quý vị thấy không? Tôi gào tôi thét lên đó Bây giờ quý vị thấy không? Một cái mùa như thế này nè Quý vị thấy không? Im phăng phát Cái lòng hảo tâm để đâu nữa Cái tình thương còn đâu nữa Hay là ma mị Dối trá Để mà một nửa vô túi một nửa là Mang tiếng được đi làm